Cuối cùng bạn đã có thể tạo ra nhiều tiền hơn. Ngay trước anh chị ở thì bản thân cô Lan nó rất là khao khát làm như thế nào để mà mình có thể là gia tăng được cái tài chính của mình lên. Không biết là có anh chị nào đang xem video này của Lan và mình cũng đang có cái khao khát giống như Lan không ạ? Vậy thì Lan xin chúc mừng anh chị, tại vì video này Lan sẽ chia sẻ cho anh chị cái cách thức mà bản thân cô Lan làm như thế nào để mà Lan có thể là gia tăng cái tài chính của mình lên. Và Lan cũng đã giúp rất là nhiều anh chị có thể là ứng dụng cái công thức này để mà có thể là gia tăng cái tiền bạc của mình lên anh chị. Một cái công thức đó chính là ngày hôm nay mà chúng ta chưa có nhiều anh chị chưa có biết đó, đó chính là cái cơ thể của mình nó có hai phần anh chị, 10% là ý thức và 90% là sức mạnh tiềm thức. Và nếu như trước giờ anh chị vẫn chỉ có vận dụng được 10% ý thức của mình thôi, thì nếu như hiện tại cái thu nhập của anh chị bao nhiêu, thì khi mà anh chị biết cách ứng dụng sử dụng 90% nguồn lực cái tiềm thức của mình, thì anh chị có thể là gia tăng cái tài chính của mình lên gấp 9 lần, gấp 10 lần, thậm chí là nó phát triển theo thời gian là một điều rất là bình thường. Nói như vậy không có nghĩa là khi mà anh chị ứng dụng thì cái tài chính của anh chị nó sẽ gia tăng liền, mà nó cần có thời gian, tại vì cái thu nhập của anh chị nó sẽ bằng cái tư duy gốc rễ cộng với giá trị anh chị trao cho cộng đồng. Nên là anh chị cần phải học cái cách thức để mà có thể là khai mở cái sức mạnh tiềm thức của mình. Sức mạnh tiềm thức của mình nói ví dụ như là một chiếc xe ô tô về anh chị. Giả sử như là gia đình của anh chị chồng hay là cha của mình có mua sẵn một chiếc xe ô tô. Và nếu như mà anh chị không biết cái cách lái như thế nào thì cái chiếc xe ô tô đó vẫn nằm đó và mình không sử dụng được cái sức mạnh của nó, mình không thể đi nhanh hơn. Nhưng mà nếu như anh chị biết cái cách lái thì anh chị sẽ đi nhanh hơn so với xe máy rất là nhiều. Và tiềm thức của mình cũng giống như vậy anh chị. Nhưng tiềm thức của mình nó mạnh gấp nhiều lần so với chiếc xe ô tô, có nghĩa là tiềm thức này nó đã có sẵn cái sức mạnh bên trong anh chị rồi, nhưng nếu như mà anh chị không học cách để sử dụng nó thì cái sức mạnh này nó vẫn nằm yên một chỗ, nó vẫn ngủ yên ở đó và anh chị không có thể tận dụng được. Vậy thì ngày hôm nay làm như thế nào để anh chị có thể tận dụng được cái sức mạnh tiềm thức của mình để gia tăng cái tài chính của mình lên? Thì người thầy của Lan nó có chia sẻ một cái bộ công thức 21 ngày ứng dụng sức mạnh tiềm thức để có thể gia tăng tài chính của mình. Và nếu như mà anh chị nào mình mong muốn là tìm hiểu và học cái kiến thức này thì anh chị có thể là nhấn vào cái link nhóm Zavata của Lan để mà được những cái bộ công thức nhé. Lan xin chào và xin chúc cho anh chị ngày càng thành công nhé.